xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma phủ mật ha <laughs> thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đặt về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về, về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha zalo của mình là 0938773799 Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc như lên trên đó Mọi người có là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn ha mọi người ha Ờ à, Và còn đối với bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên Thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó Mình sẽ tự đỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom gấp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn cho mọi người ha Ờ à, rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1194 ngày hôm qua Thế tập ngày 194 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó. đó, chính là bạn tên là Lê Trần Cát Tường Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nhật Linh Cảm ơn Nhật Linh rất nhiều và cảm ơn Lê Trần Cát Tường rất rất là nhiều luôn em à, Rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Uhm, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn mà này bạn tên là hoàng yến bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mập của mình thì bạn yến bạn kể về cái câu chuyện thì nôm na nó là sao à nó là chuyện mà đi kiểu như chơi năm mười nhưng mà không phải là bị ma giấu nha chơi năm mười nhưng mà lại gặp được những cái hiện tượng ma sau khi mà cái trò chơi đó là kết thúc câu chuyện đó đó bạn nói lúc đó là bạn cho tới bây giờ thì cái trí nhớ của bạn thì nó cũng cũng còn hơi mang máy mang máy bạn nhớ đây chứ bạn không có nhớ rõ đâu bởi vì lúc đó là bạn mới có 8 tuổi thôi thì ở trong sớm của bạn mà quê của bạn là ở một cái vùng quê nghèo ở dưới uh, Nam Định đó mọi người ha thì um, cái lúc đó ở dưới Nam Định đó thì hình như Nam Định là ở ở ở phía Bắc đúng không nếu mình có nói sai thì mình xin lỗi ha um, thì cái, cái cái dùng cái từ gọi là chơi năm mười đó, không không phải là dùng cái từ đó mà gọi là chơi rồi chơi mất tên À, bạn nào là cái dụng nó trùng gọi là chơi mod tìm thì nó là dạng như 5 10 như vậy đó nhưng mà chỉ đếm từ 1 đến 30 thôi chứ không có 5 10 15 20 25 30 mà đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đếm tới 30 là bắt đầu mới đi tìm Um, thì rộng lắm trong cái vùng quê của bạn ấy, rộng rãi là chơi chỗ này chỗ kia chơi tùm lum tùm la cả nhưng mà rồi bắt đầu á, là cái lúc đó đó là có một cái đứa bạn thì nó mới nó không phải là một đứa đâu mà hai ba đứa lận nó mới đủ thôi bây giờ chơi mấy cái chỗ kia trốn hoài tôi mới biết hết trơn rồi đúng không chơi năm mười mà tới chỗ đó trốn chỗ nào chỗ nào là nhắm mắt thôi chỉ cũng ra thôi chán quá bây giờ có một cái chỗ mới hoàn toàn luôn mà rất là nhiều chỗ trốn nữa mà nó còn cảm giác mạnh à là kiểu như vậy lúc đó đông lắm nha lúc đó cũng phải là có mười mấy đứa đâu chỗ nào chỗ nào chỗ nào trời ơi, chơi đó giờ cái mấy năm trời rồi chơi từ lúc năm sáu tuổi bây giờ bảy tám tuổi rồi chơi muốn hết trong sớm trong làng là còn chỗ nào đâu thì bắt đầu là ba bốn đứa kia nó mới nói đó nghĩa địa đó thì vô trong nghĩa địa sau sớm mình là chơi nè tất cả những đứa khác kêu ôi, ôi ôi ghê lắm ơi, sợ lắm này nọ em cái bắt đầu ba đứa kia nó mới thuyết phục như vậy nè trời ơi sợ cái gì mình chơi á năm giờ mấy mình chơi tới 6 giờ mấy gần 7 giờ là mình về rồi với lại ở trong đó nó nghe là buổi tối không phải là không có vắng người đâu có mấy người người ta đi mò cua bắt ốc rồi nọ tại vì cái gần đó nó có một cái mương có một cái ruộng nữa cái gần cái nghĩa địa đó rồi người ta vô bắt chuột bắt chuột đồng mày nọ đồ cũng nhiều lắm chứ đâu phải mình ơn mình đâu mà mà mà, mà sợ còn bây giờ nếu mà sợ nữa không bây giờ là lấy đèn à, lấy đèn dầu là mỗi ở nhà về lấy đèn dầu mỗi đứa cây cây về treo vòng 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 cho nó sáng lên rồi chơi thôi à thì khi mà ba đứa đó nó thuyết phục như vậy thì mười mấy đứa còn lại bắt đầu cũng chấp nhận đã và bạn yến bạn cũng chấp nhận nghe theo luôn theo số đông mà cái quá trình mà chơi đó không có gặp ma gì cả nhưng bạn nói như vậy nè sau này bạn lớn lên mà bạn có có dịp bạn vào Sài Gòn hay là bạn chơi chung với những người bạn ở trong miền Tây hay là mấy thì bạn có biết à là ở trong đây khi mà cái trò chơi năm 10 á mình đang bị mình năm năm 10 15 20 xong mình đi tìm á à, là xí thằng này mình dùng cái từ xí. À là xí Hình Bảo, à, xí Hình Yến, à, xí con Trinh, bắt đầu mình chạy lại cái chỗ mình núp mình mình đánh cái tay vô là mình là chiến thắng đúng không? Mình bắt được cái người đó. Nhưng cái trò chơi mod của bạn ở ngoài đó đó không có dùng cái từ xí mà dùng cái từ nghe nó nghe nó ghê gớm lắm là cái từ kiểu như là cái từ giết và cái, là cái từ chết à là cứ chạy là nè ha rồi ha tao giết yến rồi nha rồi yến chết rồi nha đó là không cần phải chạy lại chỗ kia chỉ cần chỉ thôi là yến nó thua là tự động mới đi ra chạy tới chỗ khác rồi nha thằng bảo nè tao giết đường bảo rồi nha thằng bảo chết rồi nha thì cái từ giết chóc và cái từ chết chóc như vậy á mà người tưởng tượng đi trong một cái khu nghĩa trang nghĩa điện mười mấy đứa con nít mà nó chơi bốn năm game nó chơi bốn năm lượt như vậy đó thì nó cứ là giết rồi chết giết rồi chết này nọ đó đó là bắt đầu là khi mà hết game rồi bắt đầu là ở à, đầu thai à, còn đầu thai nữa mấy đứa kia được đầu thai còn đứa nào không được đầu thai thì đứa đó sẽ bị sẽ phải đi kiếm những đứa khác à mùa tưởng tượng không đó là những cái ngôn từ không nên nói ra ở trong nghĩa địa nghĩa địa nghĩa trang mà chơi một cái giờ đó mà sao mà nói giết chóc chết đầu thai tùm lum tùm la được mà mấy đứa nhỏ đâu có để tâm đâu rồi cũng thôi mọi người không có gì xảy ra hết trơn nó chơi đến 7 giờ mấy thôi cũng đi về mà bạn ý mà nó ờ công nhận cái chỗ đó chơi vui thiệt nó nhiều cái chỗ trốn vui dữ lắm sau đó bắt đầu bạn về đến nhà cũng bình thường về đến nhà gần 8 giờ rồi tắm rửa tất cả mọi thứ rồi học bài rồi ngủ nghe tất cả mọi thứ nó như bình thường theo như lời bạn Yến, bạn nhớ bạn nói như vậy nè. Nửa đêm, bạn cảm giác có ai đó nắm cái tay của bạn giật bạn lại một cái và cái giọng của mẹ bạn nói lên yến con đi đâu vậy bạn mới giật mình bạn mở mắt ra thì mọi người biết không lúc bạn ngủ là bạn nằm trong phòng lúc bảy tám tuổi bạn ngủ chung với ba mẹ ngủ ở trong buồng có cửa đàng hoàng đóng cửa đàng hoàng nhưng khi mà bạn cảm giác cái tay bạn đánh một cái chát như vậy nè rất là đau ngay chỗ cổ tay là mẹ bà đánh cái tay bạn á bớp vô cái như vậy nè yến con đi đâu vậy thì bạn mới mở mắt ra là bạn đang đứng ở ngoài sân Bạn đang đứng ở ngoài sân bạn quay với Gì mẹ, vậy mẹ con đi đâu nãy giờ hai ba lần rồi mà mẹ nói mọi người nghe kỹ nha nãy giờ hai ba lần rồi nha mẹ không có kêu con vô mà con đi đâu mà đêm hôm giờ này là 12 giờ đêm rồi con đi đâu vậy bạn ý mà nó có biết cái gì đâu nó nó biết đâu mẹ nhỉ mẹ cái mẹ bắt đầu mới dẫn bạn vô cho bạn ngủ đó rồi bây giờ mình kể luôn nha sau này bắt đầu là và mấy bữa sau mẹ mới kể lại đó, là, tối hôm đó không phải một yến bạn đi một lần mà là tầm độ khoảng chừng cỡ tại vì 9 giờ là chui vô mùng ngủ rồi thì tầm khoảng cỡ 10 giờ mấy 11 giờ đêm á là mẹ đang nằm ngủ cái tại vì mẹ nằm kế bên bạn yến mặn nằm ở giữa mà mẹ nằm bên ba nằm bên mà bạn yến mặn cục cửa cục cửa bạn ngồi vậy cái bắt đầu á là mẹ bà mới ngồi bà, mới hỏi nó ủa yến bộ con đi, 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 tiểu hả đi đái hả không thấy bằng yến trả lời thấy bạn yến mà ngồi cái bà tuột tuột xuống giường cái bà đi là đi ra ngoài cửa mở cửa thì mẹ cũng nghĩ là bạn Yến này bạn đi tiểu. Nhưng mà đi tiểu là phải quẹo phải mới xuống toilet mà cái này không, bạn Yến bạn quẹo trái đi lên trên nhà. Thì bà Yến bà vừa quẹo trái cái mẹ đi theo mẹ mới dịnh, mẹ không có quýnh, mẹ không quýnh mạnh mẹ, mẹ mới dịnh cái tay mới nói Yến con đi đâu vậy? Toilet nhà tắm dưới đây nè mày đi đâu giờ này? Khi mà kêu như vậy xong cái bà mẹ nói nha bạn Yến bạn tự động đi trở vô leo lên giường nằm xuống ngủ như bình thường mẹ mới mẹ, mẹ mới cười cười mới kêu trời hết nói chưa nhỏ này sáng nó chơi dữ quá đi nè chơi, chơi mốt tê mốt tiết gì đó rồi ha tối ngủ này nọ đồ bị mớ đi vậy đó mẹ không có nghĩ là ma cỏ cái mẹ nằm chút xíu nửa tiếng 45 phút khoảng cỡ 11 một giờ rưỡi đi đó cái bắt đầu 7 mà cũng cục cửa ba đi đi đi, đi ba leo ra ba đi nữa cái mẹ cũng hỏi nó con đi đâu lần này con đi đâu con đi tiểu thì nhớ ra ngoài cửa bẹo phải nha con Yến mà bà bà cũng đi ra nó cái bảo bẹo trái mẹ dí theo là bà yến bà đi đến tới cái cửa nhà rồi đó tới cái cửa nhà chỗ gần gần mà phòng khách bàn thờ đó là tới cái cửa nhà cái mẹ cũng vô mẹ lại mẹ đụng cái vai cái mẹ đụng cái vai cái yến con làm cái gì vậy ờ sau đằng sau nhà có nhà tắm mà không đi tính uh, ra tiểu bậy trước nhà gì mày con gái con đứa mày bảy tám tuổi lớn rồi nha nói vậy cái bà yến bà nhắm mắt nha vẫn nhắm mắt không trả lời hết quay đầu cái trở vô nằm trên lúc đó mẹ cũng bà cũng hơi lo lo Bắt đầu gì kỳ vậy ta Mộng vô mớ gì đó Dụ đêm một lần thôi mà nãy giờ chưa tới tiếng đồng hồ nó hai lần rồi Nó hơi kỳ kỳ Đó thì tới lúc mà đúng 12 giờ đêm Thì bị Yến lúc này là bà đi Mà bạn ấy mà nói Giống như cái chuyện mà ờ à, là hai lần trước bị mẹ dịnh lại rồi Thành ra lần này là bạn đi mà mẹ không biết luôn đó bạn kiểu như là xuống đi rồi bắt đầu khi mẹ quay qua mẹ tính ôm bạn yến vô lòng không thấy nữa mới hết hồn mới chạy ra là thấy bạn yến bạn đang tới sân mẹ mới hú hồn hú dí mẹ chạy lại mẹ nắm cái tay mà búng một cái chát như hồi nãy mình kể bắt đầu là bị mà mới giật mình mới tỉnh luôn hai lần trước là không tỉnh nha hai lần trước là tự động quay trở vô nằm trên giường ngủ nha nhưng mà lần này là tỉnh mở mắt ra đâu mẹ không có biết bị mà không biết gì hết trơn đó mẹ mới nắm tay mẹ dẫn vô bắt đầu tối đó mẹ nằm mẹ ôm cứ ngắt thì tới cái lần thứ ba như vậy là thôi không tới sáng là thôi luôn im luôn tới sáng hôm sau bảy mà không nhớ bạn ấy bạn nói thời điểm đó là thiệt, thiệt với anh vũ luôn rồi là, là qua hôm sau em đi học em không có nhớ cái gì hết trơn á nhưng cho đến chiều ngày hôm đó đi học xong đúng không? buổi trưa về cũng không sao đâu lúc đó bạn học à, hai buổi buổi trưa về nhà ngủ tới đầu giờ chiều đi học cũng không sao nhưng mà cho tới buổi chiều đó bốn giờ mười rước về á thì khi mà đi ra đây như vậy nè thì bắt đầu là bạn mới bạn mới ra gặp mẹ mẹ rước cái mẹ mới kêu ờ à, là con thôi con vô như ghế đá con ngồi xuống đi để, để mẹ nói chuyện với mấy cô cái là mấy cô mà à, mẹ của bạn của bạn yến á thì lúc đó bắt đầu là Yến mà ngồi ở trong sân bạn mới nhìn ra mà ba bốn đứa bốn năm đứa bạn như vậy là ngồi trong sân như vậy là nhìn ra thì thấy bắt đầu là ba bốn bà mẹ ở đây bắt đầu mới tụm tụm lại mới nói nói chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó. cái con bà thì còn bệnh miệng có bà ôm ngực giống như là hoảng sợ lắm vậy đó giống như là là kinh kinh khủng khiếp lắm vậy đó đó rồi bắt đầu đi ra ha bắt đầu cũng quắc quắc đi ra đi về nó nói chuyện khoảng chừng có năm bảy phút thôi cái quắc ra về thì khi bạn ý bạn leo lên trên xe mẹ bà chở về á để bắt đầu là mẹ mới la La một tăng mà bà Yến mà không biết gì hết Mày nói nha Từ nay trở về sau không có chơi mốt tê mốt tiết Năm mười năm me gì nữa trước hết Đó là không có đi vô cái chỗ đêm chỗ hôm nè Hên nha hên nha Tối hôm qua hên đó à, Là tao dịnh mày lại kịp á Chứ không là mày ra ngoài đó Nó bắt hồn mày rồi Đó mấy đứa bạn của mày nè Mấy đứa hôm nay mà nghỉ học nè Đó là nó bị hết trơn rồi đó đó bây giờ đang ở trên chùa trên kia kìa đó mày coi chừng đi nghe không chơi con gái con đứa gì mà chơi đêm chơi hôm như vậy thì tình đúng là cái hôm đó bạn ý bạn biết là cái sĩ số lớp là bị nghỉ hết hai ba đứa gì đó mà bạn không đi đâu bạn cũng không có nhớ là đứa nào nghỉ nữa tại vì có những đứa là nó không có học chung lớp với bạn nữa đó thì bạn không không hiểu cái gì khi mà về đến nhà rồi mẹ bà chửi thêm tăng bà ông mới can nói cái gì vậy từ, từ từ tự nhiên chửi nhỏ dữ vậy thì nhỏ đi chơi không cho nhỏ đi thôi mà làm gì bà chửi dữ vậy nó còn nhỏ mà nó trời ông không biết hả đó tối hôm qua tôi nói chơi mất tiền mất tiết gì đó thì sao tôi chơi ở đâu không chơi đi chui vô trong nghĩa địa nghĩa trang mà chơi trong đó đó rồi cái trò đó là hả khi mà cái 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 trò chơi là kiểu gì chết chóc bắt giết rồi đầu thai gì không hả à. đó rồi làm sao nó ngang tối hôm qua đó sáng tôi kể với ông đó mà ông nói là cô yến nó bị nó bị, nó bị nó bị mớ nó bị mộng du đó không phải đâu tối hôm qua nó đi ba lần là hên là tôi chụp nó lại kịp nhân trời ơi kìa đó là bà hồng đó là con của bà hồng là thằng khải đó đó tối hôm qua nửa đêm nữa hôm ba dậy ba không thấy nó đâu hết trơn rồi tôi nói đốt đốt đi kiếm hết trơn luôn đi ra nghĩa địa thấy nó nó đứng ngay đó đứng ngay cái chỗ mà hôm qua nguyên đám mà chơi đó nghe mà ra đó không phải một mình thằng khải nó còn thêm nhỏ gì nữa rồi thêm thằng kia nữa có nghĩa là tổng cộng là bốn đứa bốn đứa đã tham gia trong bốn trong số mười mấy đứa là tính luôn bạn yến luôn là năm đó năm đứa trong số mà nó ví dụ như 15 đi năm trong số 15 đứa ngày hôm qua chơi mót tê ở chỗ đó, đó bắt bớ này nọ giết chóc đầu thai gì qua lại rồi đó đó thì tối ngủ là cả năm đứa đều bị kêu đi đều bị kêu đi hết trơn mà hơn là bạn yến là có mẹ phải dịnh lại còn bốn đứa kia là bị đi ra đó đã rồi sau đó cái bắt đầu á khi mà đứng nói chuyện với những bà mẹ như vậy á, thì nói là cũng ra đó thấy rồi tại vì lúc đó là ra đi kiếm khải là vừa ra kiếm mình khải thấy ba đứa kia luôn đó bắt đầu là mới dẫn về giùm luôn rồi khi mà kêu tỉnh dậy dẫn về là không nhớ gì hết trơn hỏi con ra đây làm gì mấy đứa kia nó ngao ngao ngớ ngớ nó không biết gì hết trơn đã rồi dẫn nó về xong cái sáng hôm sau nó bệnh cả bốn đứa tao nói bệnh nhưng rồi cứ nằm rồi cứ nói mớ rồi cái gì quơ tay múa chân rồi buông tôi ra thả con ra khóc lóc tùm lum hết trơn có nghĩa là trong cái giấc mơ nha kêu về đến nhà rồi ngủ ở nhà rồi nhưng mà bị trong giấc mơ bị kiểu như là báo mộng á chim bao ác mộng đó là cứ gặp cái cảnh tượng giống như là ai bắt bớ ai kêu đi thôi con không đi đâu thôi con không đi đâu đó thành ra sáng hôm sau phải nghỉ học đó là bốn đứa bắt đầu là gia đình mà cũng quen biết nhau gần gần trong trong là trong làng trong xóm mà mới kéo nhau đi lên trên chùa hết trơn đó thì cứ tưởng đâu chỉ có bốn đứa ai về là có bạn yến nữa nhưng may mắn là bạn yến đã được mẹ kêu lại như vậy ha mọi người ha đó rồi thì sau đó là cũng thôi thì qua hôm sau bạn yến bạn đi học nữa thì lên thì bốn đứa kia nó vẫn đi học như bình thường Tại vì lên chùa lên chị không biết có cúng kiến gì không thì bạn ấy mà không biết Chỉ biết là dẫn đi chùa xong cái buổi chiều bữa đó về là bình thường à Vui chơi hôm sau là đi học như bình thường Là từ đó trở về sau thì nguyên đám là vẫn chơi cái chuyện mà chơi mod t mười vẫn chơi nhưng mà quay lại những cái chỗ cũ để mà chơi những cái chỗ ví dụ như đình làng nè bụi tre bụi trúc mà ở, ở cuối sớm này nọ nè chứ không có dám vô trong nghĩa trang nghĩa địa để mà chơi nữa ha mọi người em tại vì sợ bị bị quỷ kêu như vậy quỷ gọi cái lúc đó đó là tại vì cái 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 tựa đề mình đặt là quỷ gọi lúc 12 giờ đêm á là cái tựa đề này là do bạn ý bạn đặt luôn tại vì cái lúc đó nhóm bạn của bạn không biết không biết kêu cái hiện tượng đó là cái gì bị ma dắt bị ma giấu hay cái gì đó thì không biết thành ra là bị quỷ gọi đây à, là 12 giờ đêm bị quỷ nó gọi ra ngoài ngay chỗ nghĩa trang nghĩa địa đó nên bạn mới đặt cái tựa đề là quỷ gọi lúc 12 giờ đêm mà mọi người em à rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người cũng là năm 10 đó nhưng mà nó khác với những cái trò chơi năm 10 khác lắm nha mọi người nghe rồi thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mật của mình thì mình xin phép đặt tên cho bà này bạn tên là Linh đi ha lấy trong cái từ nhật Linh hồi nãy mình có đọc uh, bình luận mình được cái đọc tên đó um, thì bạn Linh bạn sinh năm 1995 cũng bằng tuổi mình ha và bạn ở uh, hiện tại bây giờ bạn đang ở Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mọi người thì um, đây là cái câu chuyện kể về uh, mẹ của bạn bị quỷ nhập mà xé một chút xíu nữa qua đời tới hiện tại bây giờ thì mẹ đã qua đời mẹ mẹ qua đời năm 2000 2015 rồi Nhưng cái câu chuyện mà mẹ bị đó Mẹ gặp đó là nó là năm 1980 mấy mọi người Lúc đó là mẹ mới có tầm khoảng cỡ hai mấy hơn chút xíu thôi Lúc đó là mẹ đã lấy ba về Và mẹ cũng đã sinh ra được cái người chị hai ha, Cái người chị hai đó là à, Người chị hai là sinh năm 1984 đó mọi người Mọi người nhớ người chị hai đi chút xíu Cũng có mỗi câu chuyện liên quan đến người chị hai này thì à, sau khi mà sanh chị hai xong, lúc đó tầm khoảng cỡ được 7 tám tháng tuổi thôi à, đã bắt đầu cũng để nhà bà ngoại, bà nội chăm như vậy. Thì à, trong một cái lần hôm đó đó, đó đó, bắt đầu là ba mới thấy là mẹ thường xuyên, tại vì lúc đó là công việc của mẹ là mẹ, ba với mẹ là mỗi người một công việc, và mẹ cũng hay đi đêm đi hôm do là cái tính chất công việc thôi. Thì à, sau một thời gian là ba mới đi là thấy mẹ càng ngày mẹ càng ăn uống ít đi, ăn mà mình hay gọi là ăn như mèo hửi đó. Ha, ăn ăn như mèo hửi rồi uống nước cũng nhấp 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 chút xíu thôi và cũng ớ mo mò, gầy mòn thì bắt đầu á là ba mới hỏi nó em giờ này em bị cái gì vậy hay là trời ơi đừng nói mới đẻ à, mới đẻ ăn hai giờ cấn bầu nữa ngang đó là ống nhén này nọ đồ cái mẹ mà cũng nó không có đâu em mới vừa, có như vậy cái chuyện mà chu kỳ kinh nguyệt đó mọi người em mới vừa có đây hà không phải không phải đâu đã rồi sau đó em cũng không biết làm sao mà giờ này em ăn uống không có được ngon miệng ha thì cái thời gian nó cứ như vậy đó nó cứ thấm thắt ra qua mùa nên nhớ nha lúc đó thì gia đình không có tiền rồi mới vừa đứa có đứa con đầu tiên mà mỗi người một công việc nữa nó đăng đăng đê đăng, đê đăng đăng đê đê ba cũng không có dành quá nhiều thời gian để mà à, chăm sóc cho mẹ cho đến một cái hôm đó mẹ ba nói là ba có đi ra ba với mẹ cũng đi đi chợ đi bố hay nọ rồi thì có một cái nơi họ có những cái cân cái cân đó mà cân đồ như vậy đó thì bắt đầu ba mới nói, nói thôi em ơi thấy em giờ này ốm o quá em leo lên cân thử coi em nhiêu ký đó thì lúc đó mẹ cũng nghe lời Mẹ cũng leo lên cân á, Có 30 kg lô hả mọi người Mà cái người mới vừa đẻ cái đợt 7 tám tháng trước cho lúc đó là bắt đầu là mẹ cũng mập lên Sau đó bắt đầu ra tháng là mẹ còn xuống khoảng chừng cỡ 47 48 kg có khi 50 kg Và do ăn tẩm bổ rồi nó phì lên như vậy đó Nhưng mà quay qua quay lại mới có một hai tháng trời Từ lúc mà mẹ ăn ít cho mà bây giờ mẹ còn có 30 kg Là ba ông cũng giật mình rồi Ông nói gì kỳ ta em ốm gì xuống mà sụp đâu mà sụp với mười mấy cái lô dữ vậy trời. Đó thì mẹ nó mẹ cũng không biết, không biết, không biết nữa. À rồi. Câu chuyện nó đến rất nhanh. Ba ông kể đó, cái hôm bữa đó nó đang nằm ngủ như vậy nè. Cái mẹ bà mới kiểu như là lúc đó thì con đó, lúc đó lúc đó chị hai là đã gửi bên bà ngoại rồi. Hai vợ chồng ngủ có mình nên hai vợ chồng ngủ như vậy thì bắt đầu là mẹ bà mới quay qua bà mới nắm cái tay của ba. Mà bắt than như vậy nè Anh ơi Sao em thấy trong người em nó kỳ quá à Nó ngứa ngái trong người quá Giống như cái con gì nó bò ở trong người của em vậy đó Em 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 đau đớn Là cứ than khóc như vậy Thôi than, than không có khóc Mà than lên như vậy thì ba ông cũng lo Thì khi mà ông lo như vậy Nhưng ông thấy kỳ lạ là Mẹ ông nắm cái tay của ba Mà ông bấu vô rất là mạnh luôn không phải giống như một người mà đang yếu ớt này nọ nọ kia là bấu mà bấu ba đau luôn á nha mới rồi rồi anh biết rồi thôi, 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 em em buông cái tay anh ra coi đau quá để để, để anh coi cho em coi mẹ không buông ra miệng thì than nước mắt thì rơi rơi không không phải là khóc hu hu mà nước mắt cái chỉ là tuôn, tuôn 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 xuống như vậy nè cái mặt thì nhăn lại nhưng mà cái tay thì nổi gân xanh gân trắng lên mà bấm nhục vào cái 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 phần này của ba nè là cứ bóp như vậy mà rất là đau luôn À trời ba vừa đau mà mẹ vừa như vậy bắt đầu là ba mới hết rồi đó, thôi để 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 anh cổng em lên trên 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 chạm xá. Tại vì cái lúc đó là có xe ở nhà đó nhưng mà không chạy được mọi người. Tại vì trong cái tình cảnh như vậy là không có chạy được. Đó là giờ bây giờ ba bây giờ mẹ ông bả cứ nắm cái tay như vậy nè. Đó cái bắt đầu là ba mới cổng mẹ lên luôn tại vì từ nhà ba mà nếu mà đi bộ đến chỗ chậm xá thì nó hơn cây số thì thôi kệ đi, cổng mẹ đi bộ luôn chứ gì lúc đó mẹ có 30kg, ba chục kg ba nghĩ trong đầu như vậy ba thì gọi là bạn 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 bạn, bạn lên này bạn nói không phải là bạn nói xấu ba mà gọi là đúng gọi là ba là cao to đen hôi luôn á nó là tướng cũng vạm vỡ dữ lắm đó. đó rồi bắt đầu là mới sốc mẹ lên thì sốc lúc mà còn ở trong nhà đó ba chục kg luôn một cái hỷ một cái là lên trên lưng như vậy rồi bắt đầu là đi đi mở cửa ra rồi còn một tay ba là khóa cửa đầu lại nữa có nghĩa là mẹ nhẹ tưng nha ba xoay trở lấy xích khóa cửa nhà bình thường nhưng vừa bước ra khỏi nhà độ khoảng chừng cỡ 10 bước chân thôi ba nói là giống như là mẹ bả nặng gấp đôi lên ba vẫn đi được nhưng mà một cái một cái người ba chục kg với một cái người sáu chục kg đó, nó khác nhau lắm gấp đôi ba chục gấp đôi là sáu chục kg Bà nói sao tự nhiên cứ càng ngày càng nặng sao kỳ vậy ta cái bắt đầu là ba mới bợ cái xin lỗi nha là bợ cái đít bợ bợ cái đít của mẹ đó mới sốc cái đít của mẹ lên nè à. em 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 ráng thả lỏng đi anh cổng cho anh dễ thôi em cứ trì trì cái người xuống hoài vậy mà lúc này là mẹ ba không nói gì nữa bà cứ rên rồi uh, 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 bà cứ rên uh, 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 như vậy đó rồi ba ông cứ đi mà ông cứ đi ông đi chút xíu nữa, nó càng ngày nó càng nặng nặng nó giống như nó lên được khoảng bảy tám kg ký nó cứ trì trì cái người xuống kỳ dữ lắm kìa thì lúc đó là ba ông cũng hơi nghi nghi thôi nhưng mà mình nói với mọi người nha không một ai tin là vợ mình người thân của mình mà bị mai nhập bị này bị kia cả tới những khoảnh khắc đó là mình đều nghĩ thôi chắc không có đâu thôi chắc là mình nghĩ lung tung đúng không ở lúc mình sẽ chối bỏ sự thật liền đó là mình sẽ phản ứng ngược lại liền đi cũng đi được đến đến, đến, đến tới lên tới trạm xám vừa bước vô đến cổng trạm xá lên mình nói mọi người á cái trạm xá ba kể á, là ở trước trạm xá là nó có một cái miếu cái miếu này của trạm xá luôn tại vì trạm xá thường có nhiều người người ta không có qua khỏi trong đó 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 thành ra là người ta lập một cái miếu chung như vậy vừa bước qua khỏi cái miếu đó một cái là mẹ bà nhẹ tưng bà nhẹ mà nhẹ thấy rõ luôn á đó. đó là ba ông nổi da gà cục 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 lên như vậy nè mà vẫn chưa muốn tin là ừ, ờ, vợ mình bị ma nhập gì cả vô trong đó bắt đầu mà nói với bác sĩ nó à, nói với y tá điều dưỡng à là cái vợ tôi bị vậy 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 dày bắt đầu mới đưa vô lúc đó thì cứ đưa vô là truyền nước biển rồi cấp thuốc này nọ thôi không có phải là là hiện đại được như bây giờ mọi người nên nhớ câu chuyện này xảy ra một năm 1984 cách đây rất là lâu rồi đó rồi cũng nằm ở trong cái giường nó vô trong cái giường đó là một cái phòng rất rộng và nó cầm nó tầm khoảng chừng có bảy đám bảy tám cái giường vậy đó. đó người già người trẻ này nọ đồ nằm sải lai trên đó như vậy đó bắt đầu là mới có một cái giường trống mới đưa mẹ lên trên đó để mà nằm thì ba ông nằm dưới đất ông nằm kế bên như vậy buồn ngủ mà mệt mỏi trời ơi. cổng mà cổng một cái vật nặng sáu bảy kg đi cả cây số như vậy là cũng kiệt quệ chứ bộ sau khi mà lo cho chuyện nước biển này nọ đồ xong xuôi hết là ba nằm ba ngủ quên nguyên một đêm như vậy là ba không có bất kỳ một cái cảm giác nào cả nhưng mà tới sáng hôm sau đó là mẹ lúc đó là tự nhiên tới buổi sáng mặt trời lên như vậy cái tự nhiên mẹ tỉnh rồi mẹ tỉnh táo mà nói à, à, nơi, thôi để, để em em đi đi vô em đi vệ sinh một cái em đi toilet một cái à, toilet nó không có nằm trong phòng nó nằm bên ngoài phòng thì mẹ mới đi thì mẹ bà vừa đi ra khỏi cửa cái có cái bà bà nằm kế bên Bà sáp lại bà mới nói gì này ê cưng à, cưng để chị nói cho cưng nghe bà đó chắc là lớn tuổi hơn ba thời điểm đó cưng cưng để cưng cưng bây giờ chị nói cho cưng nghe nha vợ của cưng á, không có phải là bệnh cái gì đâu nha vợ của cưng á, là giống như là ma nhập quỷ nhập nói với cưng nghe chị là chị không phải làm thầy pháp chị làm thầy bói thôi chị coi bói toán này nọ đồ hai gia chủ làm ăn này nọ được được, được thôi đó nhưng mà chị nhìn chị thấy được nha cái sắc mặt nghe với lại cái thứ hai nữa đó là tối hôm qua nè chị nằm ở đây tối đêm hôm chị đi ra chị đi đái chị đi vô chị thấy rõ ràng đó nha là vợ của cưng á. Nó ngồi ở trên giường đó nha Nó ngồi nó để hai chân xuống Mà con mắt nó nhìn cưng lơm lơm luôn Nó trợn hai con mắt nó lên Chỉ thấy lòng đỏ không mà cưng ơi cưng coi kỹ nha Vợ cưng là không phải bị bệnh đâu đó Không có ai mà tối hôm qua Mà vô đây yếu ớt lên ư ư Mà sáng nay cái tự nhiên khỏe mạnh như vậy trên Không phải thuốc tiên đâu mà bệnh Mà hết danh như vậy thôi, thôi 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 nói vô nói vô tới Thì cái lúc đó đó ba Mới đầu khi mà ba nghe cái người thầy bối đó Nói như vậy là ba không có tin đó Trời bà này vô duyên này nọ đồ hành nghề đâu vô bệnh viện hành nghề trời. Rồi bây giờ nói vợ mình bị ma nhập ma nhiếc bà không muốn tin. Nhưng cái khúc cuối đó cái lúc đó bà đó bà mới nói gì nè. nó vô tới nó vô tới rồi kìa bắt đầu là bà mới lùi về giường của bà. Bà mới quay qua bà đợi thêm ba 30 giây nữa. Mẹ mới đi vô tới. Tức có nghĩa là bà kia bà không biết vì lý do gì mà bà biết trước là ờ ừ, là mẹ sẽ vô trong khi là trong phòng đó không có cửa sổ, không có cửa nẻo, không có thấy gì hết trơn á mà bà đang nói con ơi tự nhiên bà hạ giọng xuống mà kêu nói vô tới nói vô tới cái bà lùi về cái giường của bà, bà cũng bị bệnh luôn. Bà lùi về giường của bà thì khoảng cỡ 3 40 giây sau. Ví dụ bà vừa nói xong mẹ vô liền á thì còn nói ờ ừ, là nhiều khi bà thấy bà thấy đúng không? Còn cái này là nửa phút 30 giây sau mẹ mới vô tới bắt đầu là ba ông nổi da gà như vậy, không bắt đầu là mới nhìn qua bả như vậy nè cái bả cũng gật 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 đầu như vậy nè giống như là lúc lúc đó bắt đầu là ba mới có phần là ba tin vô lời của bả mẹ vô cái cũng nằm xuống như vậy cái bắt đầu là cũng rờ tay rờ chân này nọ rồi hỏi ý kiến mẹ xem đó thôi về đi anh ơi, chứ bây giờ công chuyện đăng đăng đê đê, nhà không có nằm đây, tốn tiền thuốc men lắm. Thời xưa là làm gì có chuyện bảo hiểm bảo hiểm gì mọi người. À, thôi, thôi thôi thôi, đi về. Là tới trưa hôm đó là xuất viện đi về. Thì khi mà đi về như vậy đâu có xe cộ gì đâu. Là ba một lần nữa là ba phải cổng mẹ về. Ba nói ba cổng nó khác buổi tối lắm. Cổng nó nhẹ tưng rồi nha, cổng đi về nó nhẹ tưng, cổng một cây số mà y như là một trăm mét vậy đó. Về đến nhà nọ đồ coi như bình thường đó đó là những cái vấn đề đầu tiên nó xảy ra là như vậy lúc đó đó khi mà về thì uh, hai ba ngày sau theo như lời ba kể là mẹ cũng không có chuyện gì nữa nhưng mà ba cứ trăn trở ba trăn trở về cái lúc mà uh, là đêm hôm mẹ bấu vô tay lúc đó mấy 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 ngày sau cái lằn trên tay ba vẫn còn mà bóng tay của mẹ cấu vô là ba rướm máu có thẹo luôn mà đó thì bắt đầu là sau đó bắt đầu là trăn trở về cái việc mà cổng mẹ mẹ đột nhiên nặng lên đột nhiên nhẹ lại rồi trăn trở về cái vấn đề mà cái bà thầy bói trong bệnh viện đó trong trạm xá đó bà nói như vậy nữa thành ra bắt đầu là ba mới quyết định thôi bây giờ ít nhiều gì thì mình cũng có đi coi thầy đi được không được thì thôi nhưng bây giờ tin còn hơn không đúng không cái bắt đầu đó là ba mới quay qua nói với mẹ ừ em ơi thôi ngày mai qua bên uh, ba bên bà, bà ngoại ở thăm con của đó với lại uh, cũng chủ nhật không có làm gì đó thì bắt đầu là mẹ mới đồng ý qua bên đó xong thì bắt đầu là cũng ngồi chơi chơi đến đầu giờ chiều cái ba làm bộ nó ờ à, là có thằng bạn nó rủ nhậu kiểu kiểu như vậy đó, cái ba bắt đầu ba, ba lẻn ba đi, ba đi xong bắt đầu là ba mới tới gặp cái người thầy, ba kiếm được cái người thầy đó nha, tại vì ba ba hỏi bạn bè, ba kiếm được cái người thầy đó, tới đó ba kể hết cái câu chuyện của người thầy đó thì người thầy đó hỏi nó mới nói là bây giờ là có thể là cái cái con quỷ á mà ở trong người của vợ con bây giờ nó nặng dữ lắm rồi đó và theo như là thầy thấy là bây giờ là ờ à, là nó nặng lắm mày nọ nó khó trị lắm đó bây giờ nên tốt nhất là nên đem vợ con đến đây đi thì một cái buổi nói chuyện như vậy độ khoảng chừng có một tiếng mấy sau đó bắt đầu là ba ông mới đi về đi xe máy ba ông mới chạy về thì khi mà ổng vừa mới chạy ba ổng mới vừa chạy về đến trước nhà thôi thì mẹ vợ chính là bà ngoại đó mới chạy ra mới kêu nói ê coi ơi mày, mày 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 bộ mày uh, mới đi uh, coi thầy phải không coi, bộ, bộ 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 vợ mày con tao bị cái gì hả chứ lúc đó thì ba ổng ông đâu có nói với bà ngoại đâu nói ủa sao sao má biết nói trời thằng nó quỷ ơi, thôi, thôi 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 kiểu này thôi chắc là dẫn đi thầy gấp đi mới đầu ba còn tưởng là bà ngoại chửi mẹ cái vụ cái vụ mà dẫn dẫn vợ đi coi thầy bài đó nhưng mà cuối cùng là bà ngoại kêu thôi thôi, thôi bây giờ dẫn nó đi lẻ đi nói ủa sao vậy má vụ gì má nó trời đất ơi mày mới vừa xách xe mày đi đâu chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ thôi nha à. cái nó đang ngồi nó chơi với con nó tỉnh bơ vậy đó cái đi nó chạy ra cái nó hỏi tao cái nó hỏi tao là ủa cái thằng ở đâu rồi À, kiểu, như, kiểu như là mẹ nó mới hỏi bà ngoại đó ủa cái thằng ở đâu rồi cái bà ngoại bà mới nói thằng nào mày nói ai thì con mày con mà mà chị hai là con gái nữa mà mày nói thằng nào vụ gì thằng đó cái thằng đó nó mới đi đó mới đi đó nó. nói à chồng mày trời ơi, chồng mày mà mày cứu thằng này thằng nọ, ờ thì hồi nãy nó nói với mày nó đi nhậu gì đó đó cái lúc đó nha bà ngoại nói vừa mới nó à, nó đi nhậu với bạn bè vậy đó cái bắt đầu bà ngoại quay qua bà nói thấy mẹ nha trợn con mắt lên mà trời lòng đỏ không mọi người là mới cái hồi nãy đó thì còn lòng trắng con mắt con ngươi nọ được như người ta bình thường nhưng mà mới vừa quay qua quay lại chừng có vài giây thôi là thấy mắt mẹ trợn lên mà lòng đỏ kiểu như lòng trắng nó đổ quét như vậy nè mới gần cái giọng lên nó đi coi thầy đúng không nó đi kiếm thầy đúng không mới đi kiếm thầy đúng không mà gần giọng mà chỉ chỉ vô mặt bà ngoại như vậy nè đó rất là hỗn hào luôn tại vì lúc đó là bà ngoại nói là mẹ rất là thương bà ngoại không bao giờ hỗn như vậy đâu đó mà nói chuyện nó đi kiếm thầy đúng không nó đi kiếm thầy đúng không thì vừa nói xong như vậy cái bắt đầu bỏ vô trong phòng bắt đầu là bà ngoại bà hết hồn đi bắt đầu ủa gì kỳ vậy sao con mình nó thái độ kỳ cục kêu chồng bằng thằng rồi còn chỉ vô mặt mình rồi còn nói những câu như vậy mà nãy rõ ràng là anh chồng nó kêu đi nhậu mà đó rồi đầu mới chạy vô phòng khỏi hỏi sao thấy chạy phòng thấy thấy mẹ bà nằm co queo như vậy đó thì tội nghiệp bà chị hai bà chị hai lúc đó bà cứ bò tới bò lui bà tự bà chơi mình lên như vậy rồi cuối cùng bà ngoại phải ẩm à phải ẩm chị hai như vậy rồi rồi cho ru ngủ là tới cho tới chiều khi mà ba về luôn là mẹ bà cứ nằm trong phòng không đó mọi người hình dung được câu chuyện nãy giờ kể chưa sau đó bắt đầu là mẹ cũng nghi rồi mẹ ra mẹ hỏi thử có phải là đi coi thầy không đó ba mới ừ dạ con đi cô thầy lúc đó là bà ngoại mới tin rồi xong con mình mẹ đang bị cái vấn đề gì đó rồi. Ha, rồi thì lúc đó là lúc này là ba tin 100% rồi hen. Cái qua ngày hôm sau mà buổi sáng mọi người nhắc với là ba nói là từ khoảng chừng cỡ 6 giờ sáng cho đến cỡ 12 giờ trưa 1 giờ trưa đó là mẹ bà bình thường, giống như là cái giờ đó con quỷ nó không có vô á nói gì mẹ cũng nghe hết trơn cái đó là, thôi bây giờ anh kiếm được cái người thầy này à, mấy năm nay làm ăn này nọ Đồ không ổn để coi gia đạo nọ Đồ coi uh, làm ăn coi làm sao là bộ nói vậy thôi mẹ cũng đồng ý mẹ đi mẹ bà ham coi bói lắm đó đàn bà mình mà phụ nữ mình mà ham coi bói mà cái đó cái rồi cũng lên xe cũng đi cọc cạch cọc cạch đi đến đó đi đến đó cũng vô cũng ngồi nói chuyện với ông thầy nói chuyện tại vì lúc mà tới nhà ông thầy là mới có 10 giờ sáng thôi đó mà mười nên nhớ hồi nãy mình nói là sao là từ lúc 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa một chưa là con quỷ nó không mới vô. Thành ra tới 10 giờ sáng ông thầy ông nhìn. Ông mới nhìn mẹ xong cái ông nhìn ba ông lắc đầu. Cứ là chưa vô đó, là chưa có vô cứ lắc đầu. Ngồi đó cái từ một ông mình mới nó xin mắc cười. Ba ông kể là cũng ông thầy nó cũng hay lắm, ông cũng ông cũng diễn theo luôn. Là ông từ một cái người thầy pháp, ông chuyển thành người thầy bói luôn ông kiểu xè tay xè chân ra ông coi là ừ, gia đạo con dày dày hai chồng với hòa thuận làm ăn hay không mày á xanh đẻ đồ nhiều dữ lắm như không nó làm bộ coi coi rồi ngồi mời ăn cơm kiểu như kéo dài thời gian ra để cho tới cái giờ mà con quỷ nó vô à là kiểu như vậy nha nói hỏi cái tới trưa cái bắt đầu là nó thầy ơi thôi bây giờ con giờ cũng trưa rồi thôi để thầy nghỉ tụi con cũng về ngủ trưa thôi, thôi, thôi. thôi đây nè tao có phòng ốc mày nọ đồ đàng hoàng nè thôi bay ngủ đi tao không ngủ trưa ông thầy ông kêu mày tao à tao không ngủ trưa hai chồng bay cứ tự nhiên trời ơi tao mà nó có gì nghĩ mấy cái đó cứ vô trong đó nghỉ trưa đi trời ơi, tao quý hai chồng bay lắm ngủ trưa đi đầu giờ chiều về đã bắt đầu là ba mới dẫn mẹ vô căn phòng của ông thầy nó ngủ ngủ chút xíu xong mẹ ngủ nha chút xíu nữa mẹ ngủ ông thầy ông mới kêu ra à ông thầy nói này okay, này okay, okay, okay. ba mới đi ra mới ngồi với ông thầy nó rồi một chút xíu nữa là nó vô tới tao cảm nhận là một chút xíu nữa đó là là con quỷ nó sẽ vô vợ mày đắp đã thì ngồi hai cũng như hai thầy hai hai người ngồi cũng nói chuyện chơi chơi như vậy từ khoảng chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau rồi cái bắt đầu là mới nghe mẹ ba rên nè à là cái biểu hiện khi mà mẹ bị nhập vô như vậy là bắt đầu là giống như hồi nãy mình nói là ba cổng đi đó là nó ngứa ngái trong người là nghe rồi nghe nói anh ơi anh ơi anh đâu rồi vô coi sao tự nhiên người em nó nhức mỏi quá à. nó ngứa ngái như con gì nó bò ở trong người y chang cái đêm mà ba ông cổng mẹ lên cảm xá luôn à là cứ ngứa, ngứa ngái trong người bắt đầu là ông thầy ông, ông dịnh cái tay mày ngồi im đó để tao vô để tao vô để bắt đầu vô bắt đầu ông thầy ông mới nắm cái tay nha ông mới nắm tay ông lôi mẹ ra mà mẹ rất dữ cái lúc này ba ngồi ở ngoài phòng khách thấy ông thầy ông chạy phòng ông nắm tay mẹ ông lôi ra mà mẹ ông mẹ ba dữ lắm kìa Bà cứ kêu buông ra buông ra rồi đẩy ông thầy ông làm dữ dằn dữ lắm kìa đã nhưng mà lôi được tới ngay chỗ thì mình, mình nôm nay mình gọi là cái chánh điện đó là cái phòng khách mà cái chỗ bàn thờ đó á. lôi ra tới đó là mẹ bà cúm càng liền bà quýu liền đã bắt đầu kêu quỳ là quỳ kêu ngồi là ngồi đó đã lúc đó thì ông thầy ông quay qua ông nói không phải vợ con cái đâu không phải vợ mày đâu cứ ngồi im đó để tao trị cái sau đó bắt đầu là ông thầy ông cũng nói cũng giống những cái câu chuyện trước mình kể thôi là à là tên tuổi đâu nói tên luôn nha dông dông đàn ông dông quỷ đó dông đàn ông đó là tên là kiểu như Nguyễn Văn tên thì mình giấu đi mà kiểu vậy như là Nguyễn Văn á, ha bắt đầu là cũng hỏi là chết đau bao nhiêu lâu rồi trời ơi chết mấy chục năm trời, chết từ đầu những năm 1900 1901 1902 là mất rất là lâu như vậy luôn rồi lắm, không biết chữ, à, không biết chữ không biết gì có kiểu như là mất rồi cứ lang thang lang thang như vậy rồi bây giờ vô tình là gặp mẹ rồi nhập vô lên mà chiếm xác như vậy thôi đó rồi bắt đầu là ông thầy ông kêu đi ra hôn rồi cũng không chịu rồi á la làng la sớm rồi bắt đầu là dùng roi quất này nọ tùm lum tùm la hết trơn cái ông thầy ông mới kêu á kêu ba đó mày đi xuống làm sao mày bắt ấm nước sôi cho tao nước sôi á bắt ấm nước sôi lên đã bắt đầu chụm củi ngày xưa mà đâu có bếp ga đâu chụm củi mấy cái dầu mà cái loại cái bếp 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 dầu lò xo vậy á mọi người ha rồi đó bắt đầu là nấu nồi nước sôi lên bắt đầu là ông thầy ông mới lấy cái thao à ông mới đốt với tiền nhật bạc ông đốt rồi đó xong bắt đầu ông mới đổ nước sôi mà khói nghi ngút nghi ngút như vậy nè ông mới dùng cái loại mà cái gáo dừa để mà múc nước á ông múc lên như vậy nè à, ông múc lên cho cái nước kiểu như là khi mình múc như vậy á là ở dưới cái đít của cái cái gáo dừa nó nhiễu tỏn tỏn như vậy nè ông mới để lên trên cái đỉnh đầu của mẹ cho nước sôi nó nhiễu tỏn 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 như trời tôi nói nóng lắm đó nha mọi người nha ông kêu bây giờ nè ông ông mới để cái gáo như vậy nè bây giờ mày đi không Bây giờ mày có ra không mày không ra nó nha nó tao mà trở tay một cái là nước sôi đổ trên đầu mày đổ xuống nghe không? Đã cũng lì lắm nha, cũng không chịu không chịu rồi nọ được nha. Cái đầu ông nói ông thầy ông rất là hay mọi người hay cái chỗ này nè, tại vì nếu lúc đó mà ông thầy ông đổ liền sẽ nói là cốc da đầu ổng làm bộ đó cho nước sôi nó nhiễu nhiễu lúc mà nước nó nhiễu là nó còn sôi nhưng khi mà ổng còn để trên đỉnh đầu ổng cứ nói ổng nói đâu khoảng chừng có năm bảy phút á bây giờ mày ra không mày lì đúng không mày ra không mày nói nói hồi nữa thì cái nước nó bắt đầu nó nguội bớt rồi nó chuyển sang thành nước ấm nó không còn nước sôi nó không còn nóng tới nỗi mà tróc ra đầu lì lắm nha cái dông nó không ra là không ra nha ba mới nói là rồi ba hồi hộp muốn chết luôn bắt đầu ổng trở ổng kiểu như ổng ổng gặt cái tay như vậy nè là cái nước nó đổ thẳng xuống dưới đầu luôn thì vừa đổ xuống bắt đầu là mẹ bá nằm xuống bà la tao nó y như là nước sôi mà mà dùng cái từ mà nghe nó hơi 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 thực tế sẽ là điểm như nước sôi đổ háng vậy đó đổ trên đỉnh đầu cái bắt đầu mẹ bà dãy 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 như vậy nè đó là ba tưởng nó trời ơi, chết vợ con chết vợ con nước sôi nhưng mà thiệt khi mà nhìn lại là mẹ không phỏng cái nước đó là cái nước thành nước 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 nóng rồi nó hơi ấm ấm nóng nóng rồi nó không còn quá sôi nữa đó ông thầy ông cứ cản ông cứ để đó để đó cho tao vợ mày chết tao đền vợ mày chết tao đền không biết đền bằng cách nào mà ông nói gì đó đó thì khi mà dậy 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 ngồi cái bắt đầu bật ngồi ông múc thêm một gáo nữa ông để trên đầu nữa à, múc thêm gáo nước nhiễu tỏn 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 lúc này là bắt đầu quỳ lại ha à, bắt đầu là quỳ lại quỳ lại bắt đầu dạ thưa dạ thưa dạ con đi con đi dạ dạ con đi đó cái rồi lúc đó ông mới bỏ cái gáo xuống bắt đầu là ngồi kêu chấp ta lại mày chấp cái tay lại ở đây ngồi à lấy cái lấy cái, cái 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 mỏ ra tụng tụng niệm niệm những cái câu kinh câu chú gì đó chút xíu sẽ bắt đầu là mẹ mới ngã ngang qua nguyên cái hành trình nãy giờ mình kể cho mọi người nghe chắc mình nghĩ độ chừng có năm bảy phút đúng không ba hôm đó không có đâu sau khi mà mẹ xỉu xuống rồi nhìn đồng hồ bốn giờ chiều từ lúc mà mẹ bị nhập 12 giờ mấy gần 1 giờ trưa là làm 3 tiếng mấy đồng hồ tới 4 giờ chiều mới xong đó mọi người. Thì mọi người tưởng tượng cái quá trình nó lâu đến nỗi như vậy mà mình chỉ tóm tắt ngắn gọn cho mọi người nghe mọi người dễ hiểu đỡ chán rồi đó. À cái rồi sau đó mẹ bảo mới xuất ra bắt đầu là ông thầy ông mới nói á rồi bây giờ nè đeo một cái cọng dây vô À, hai vợ chồng đều đeo vô luôn rồi ổng còn đưa thêm mấy cái đồ để mà về nhà dán những cái giấy thảo chỉ giấy tờ giấy tiền tiền bạc bình thường thôi nhưng mà do ổng đã có sơn rồi ổng sơn bùa sơn chú rồi đó ổng mới kêu đem về nhà mới dán đầy ở nhà đi ha thì tiếp theo là một cái câu chuyện nó rất là buồn khi mà ba với mẹ về đến nhà rồi đó thì tầm khoảng cỡ độ hơn một tháng trời sao nè hơn một tháng trời lúc đó không biết không biết có phải là bảy bảy bốn chín ngày hay không thì không biết hơn một tháng trời sao như vậy bắt đầu là cái đêm hôm đó mẹ bà đang nằm như vậy nè mẹ bả đang nằm trong bụng lúc đó thì con cũng đúng thời điểm đó là bà chị hai bà cứ hôm gửi nội hôm gửi ngoại mà hai vợ chồng ở nhà thôi thì đang nằm ngủ rồi bắt đầu là một lần nữa mẹ lại nắm cái tay của ba nhưng mà không có mạnh giống như là cái đoạn đầu mình kể mà nắm hơi hơi chặt chặt thôi anh ơi anh ơi sao sợ em thấy em, em em khó thở em khó thở quá anh ơi đã bắt đầu là ba ông cũng giật mình đó nó cái gì nữa không lẽ vô nữa ta không lẽ vô nữa ta thì ba ông mới vừa bật ngồi dậy thôi mẹ bả xỉu ngang luôn và ba nói là mẹ đã tắt thở luôn. mẹ tắt thở một hai phút đồng hồ vậy luôn trời ơi ba nói ba, ba, nói ba khủng hoảng hết trơn kêu không dậy mà lay 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 ba Sát xác chết mà chết rồi mà cứ nằm cứ dậy vậy cứ khều khều cứ dễ gì nè không nhúc nhích gì được hết trơn trội ba nó ba rung 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 nha ba để cái tay lên cái lỗ mũi của mẹ là mẹ nín thở không không thở luôn là mẹ ngưng thở luôn rồi đó là khoảng chừng có hai ba phút đồng hồ là cực kỳ hoảng loạn trội ba ổng khóc rồi ổng kêu tên rồi ổng làm đố thứ trò hết trơn thì hai ba phút sau cái mẹ ba <laughs> giật mình tỉnh dậy à, giật mình tỉnh dậy mọi người nha bắt đầu là tỉnh dậy xong cái bắt đầu là mẹ bắt trợn mắt như nè anh ơi sao kỳ quá anh ơi sao kỳ quá em cảm thấy nó kỳ cục quá anh ơi đó, bắt đầu ba mới ôm mẹ vô thì cái lúc đó thật sự là bỏ qua hết vợ mình sống là mình mừng thấy mẹ rồi chứ không còn nghĩ cái chuyện gì nữa trơn đó là ôm ôm vô lòng như vậy là bắt đầu mở đèn sáng lên hết bắt đầu thắp nhang lên củ quyền thần tài thổ địa cảm ơn trời phật tùm lum tùm la hết trơn đó thì bắt đầu là ba mới hỏi em cái cảm giác em sao có giống như là những lần trước không nó vô nữa hả con quỷ nó vô nữa hả ngày mai đi qua thầy nữa nha ngày mai đi qua thầy nữa nha thì mẹ mới nói như mày nào hình như em thấy không phải anh ơi mẹ bà nói vậy đó. lúc này là mẹ đã mập mạp rồi đó mới là mẹ đã lên được cũng khoảng có bốn mấy ký trong vòng một tháng sau khi ông thầy ấy đó là mẹ đã ăn uống tròn kia rồi mẹ nói không phải anh ơi cái cảm giác em nó kỳ dữ lắm kìa nó nó cứ sao 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 quá cái lúc mà hồi nãy khi mà em bị em bị vậy đó cái 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 hình như là em em mơ màng mơ màng là em thấy ông thầy ông thầy mà ông trị cho em á hình như là em thấy ổng ổng nhìn em ổng cười mà không biết phải kỳ không thì nói đâu thì ba mới nói em thấy lộn hôn nhiều khi em thấy cái dông quỷ đó tại vì cái dông nó dông đàn ông mà ông thầy ông cũng đàn ông rồi nhầm khi em 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 lộn không chứ ông thầy không còn sống nhăn vậy mà tự nhiên em 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 em, chết vậy mà em em chết lâm sàng em tắt thở như vậy mà tự nhiên em thấy ông thầy là sao trời ơi em có biết đâu em phải thầy bà gì đâu mà em biết thì em thấy sao em nói với anh vậy thôi đó hai chồng cũng ngồi đù rì đù rì đến bắt đầu tới sáng nói, thôi chắc cú nhất là chạy ra ăn sáng cái gì chạy qua nhà ông thầy chạy qua đứa bển là thấy keo cờ tan đó là thấy treo cờ tan mọi người nha lúc đó thì ông thầy đó là ông có vợ nha à, có vợ có con đồ này nọ đồ đàng hoàng hết trơn như mỗi khi hành nghề là vợ con né ra sau nhà hết để cho ông mình nên ông làm nghề thôi lúc mà qua tới thấy bắt đầu là đeo tan tất cả mọi thứ trong rồi trời ơi tôi nói ba với mẹ nhìn mà khủng hoảng luôn không hiểu được cái lúc đó mới tin là tại sao tối hôm qua trong lúc mà mẹ tắt thở hai ba phút như vậy mẹ đã mơ màng mẹ thấy được ông thầy nhìn mẹ cười đi vô trong đó khắp nhang này nọ đồ xong cũng ngồi hỏi chuyện thì vợ ông thầy ông rất là hay cái chỗ là ông ông làm nghề như vậy mùi nãy giờ mình kể là mùi nghe ông ông làm thầy sắc cỡ nào rồi đúng không nhưng mà tuyệt nhiên là con và vợ ông không hề biết một mấy mấy gì về cái tâm linh làm nghề của ông cả chỉ biết ông làm nghề ờ à, là thầy như vậy là tới là chị mai trị uy là biết vậy thôi đó còn cái chuyện mà ờ à, là ông làm sao ông làm bằng cách nào ông nuôi âm binh hay sao không một người nào biết vợ con ông kề cận nhất luôn cũng không hề biết đã chỉ biết nghe kể lại là tối hôm qua đó để bắt đầu là tới buổi chiều hôm đó bắt đầu là ổng cũng ổng cũng rồi sửa soạn lao dọn nhà cửa rồi ổng cũng ăn cơm với gia đình tất cả mới nó bình thường như vậy thôi đó. đó thì tối hôm đó đang nằm rồi thấy ổng hước, hước 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 lên mấy cái là ổng đi luôn à hức hức mấy cái là ông là ông đi luôn như vậy luôn như vậy đó nó kiểu như nhưng mà ba nhưng mà mẹ và 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 mấy đứa con mẹ cái người vợ của ông xin lỗi dùng từ sai ha là vợ của ông thầy ông nói là ổng đi thấy ông cũng nhẹ nhàng lắm lúc mà ổng đi như vậy đó thì ông cũng không phải đau đớn gì chỉ có là ông hức 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 mấy cái ông trợn trợn trắng mắt xong cái ông nhắm mắt từ từ lại là ổng đi luôn đã rồi cũng vô thắp nhang này nọ đồ xong cũng ngồi đến chiều cũng thành kính phân u này nọ đồ phúng điếu đồ xong rồi cũng đi về cho tới cái ngày mà năm như ở đầu chị mình nói là năm 2015 là mẹ có qua đời đó. suốt một khoảng thời gian năm 84 tới năm 2014 đi là vị chi là nhiêu năm ta ba năm đúng không cỡ đó mẹ cứ nói hoài chắc có thể là ông thầy đó khi mà ông trị cho mẹ xong ông đánh đuổi được con quỷ đó xong rồi đó là con quỷ nó quay trở ngược về nó hại ông hay sao đó đó chứ mẹ không trong câu chuyện này không hề có bằng chứng không một ai nói rõ là à là do là chị cho mẹ ông thầy ông mới chết không một ai nói cả nhưng mẹ lúc nào mẹ cũng ấy nấy lương tâm mẹ nói là tại mẹ thành ra là ông thầy đâu mới mất tại vì mẹ mẹ cứ căng căng mẹ nói là tại vì cái lúc mà mẹ bị mất chết lâm sàng hai ba phút như vậy mẹ thấy ông thầy ông về ông nhìn mẹ ông cười đó ông, ông cười như vậy thì có một cái sự liên quan nào đó ở đây ổng mới ổng mới hiện về với mẹ như vậy đúng không trong khi trước đó mới con tháng mấy thôi ổng là cái người trị cho mẹ này Nói tất cả mọi thứ à là ba cũng tin vào cái điều đó luôn chỉ còn bằng cách là à là bây giờ cứ mỗi dịp lễ tết dỗ quải là qua nhà cái người thầy đó à, để mà ừ à, là cũng ăn nắm dỗ rồi gửi quà biếu cáp mày nọ đầu tới tết nhất thì nọ qua lì xì cho mấy đứa nhỏ thì chỉ còn làm tới cái chuyện đó thôi à, chứ cũng không bây giờ không biết làm như thế nào nữa bây giờ đó thì cho đến uh, hiện tại bây giờ thì, thì thì mẹ đã mất rồi nhưng mà trong suốt khoảng thời gian rất là dài sau này đẻ thêm mấy đứa con nữa là đẻ ra được thêm uh, bạn Linh này luôn á là cô là, là mẹ không còn gặp thêm uh, bất kỳ một cái việc gì liên quan đến cái chuyện mà ma cỏ nữa hả mọi người ha đó rồi thôi đó cũng là cái câu chuyện uh, thứ mấy mình cũng quên mất nãy giờ kể dài quá nhưng mà người thấy rất là hay ha, một cái người thầy như vậy là họ khi mà họ làm cái công cách họ nói chuyện mày tao à quên nữa nha lúc mà trị như vậy rồi đó là không lấy một cắt luôn ra mua nhẹ mua nhang mua trái cây tới cúng bàn thờ không cho là không cho thôi 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 bàn thờ nhà tao loại nhang nào tao thắp nhang đó trái cây là tao trái nào tao cúng trái đó bay không biết bay đừng mua chi tốn kém thôi đem về nhà cho mấy đứa nhỏ nó ăn là ổng không lấy quà mà cũng không lấy tiền nó không nhận lời cảm ơn à, nhưng mà ổng rất là giỏi như vậy luôn à, tới khi mà ổng 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 làm tới khi mà ổng mất đi vì cái 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 chuyện mà chị cho mẹ luôn rồi mà ổng vẫn hiện về không một chút lời quán trách ổng hiện về với mẹ như vậy đó là mới gặp mẹ chỉ nở một cái nụ cười thôi mọi người một cái người người ta giỏi mà người ta có đức tới nổi như vậy luôn ha mọi người em đây mới đúng gọi là thầy này. đó chứ không phải là như ai kia nhiều loại tùm lum tùm la xã hội đấy không không có tiện nhắc tới ha mọi người ha thôi rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của của bạn bạn Linh bạn gửi về như vậy rất là hay nha rồi sau đó bắt đầu là qua wow, đến cái cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai thì sau đó một câu chuyện buồn nữa cho tới khi mà à, bà chị hai bắt đầu là bà bà, bà lớn lên một chút xíu à, thì bắt đầu là mẹ có bị bệnh nặng bắt đầu là mới đi lên bên trên bác sĩ người ta mới chuẩn đoán là mẹ bị bệnh ung thư Tới năm mà khoảng đầu những năm 90 đó mọi người ha, là mẹ bắt đầu là mẹ bị bệnh ung thư. Đó và người ta còn nói thêm một cái tin tức rất là đau lòng là cái ung thư này rất có thể là sẽ di truyền qua bên tới đời con. Là lúc đó là chỉ là chị hai thôi và mấy đứa nhỏ ở trong nhà thôi. Mẹ rất là buồn luôn nhưng lúc đó do là chị hai còn nhỏ, chị hai sinh năm 84. Tới năm 90 đó mọi người là mới có 6 7 tuổi thôi. Đó và khoảng tới năm khoảng cỡ năm chín mấy thôi là chị hai là bả cũng qua đời luôn à chị hai bà cũng mất luôn do là cái cái bệnh mặc dù là cái con ung thư đó đó nó tới với chị hai sau sau mẹ mẹ là gặp trước bà chị hai gặp sau nhưng mà cái tuổi của mẹ cái tuổi của chị hai quá nhỏ đi thành ra là cái cái cái, cái bệnh nó đã cướp chị hai đi trước rồi cả nhà rất là đau buồn luôn nha mọi người nha. Sau đó bắt đầu á, là mẹ mới chống cự mấy cái, cái cái sức đề kháng mẹ tốt với nha. Mẹ chống cự cái tới cái căn bệnh đó là cho tới năm 2015 lúc đó là mẹ được 53 54 tuổi rồi đó thì mẹ mới mất và bạn này bạn nhớ chính xác luôn là à, mẹ mẹ mất lúc 6 giờ 15 phút. À, là cái một cái ngày nào đó ở năm 2015 đó mọi người. À, một cái câu chuyện về cái căn bệnh ung thư như vậy, một câu chuyện ngắn thôi. Nhưng 6 giờ 15 phút là mẹ tắt thở mẹ qua đời. 5 giờ 45 phút trước đó là 30 phút. Người nhà về bà con lối sớm dòng họ hàng sớm này nọ đồ nhân là người ta cũng về từ từ người ta thăm. Tại vì cái chị đó là mẹ biết trước rồi lúc đó, là người ta nói là cũng gọi là mừng cho mẹ luôn á là là suốt gần ấy năm năm chín mươi mấy đầu những năm 90 cho tới 2015 rồi, mấy chục năm trời mẹ chống cự với căn bệnh đó là có đó là rất là hay rồi, rất là anh hùng là dữ dằn dữ lắm rồi. Đó nên lúc đó là mẹ đau bệnh mẹ nằm một chỗ mẹ cũng không còn biết gì nữa rồi đó anh em. À mẹ không còn biết gì nữa rồi đó anh em thì người ta cũng tới nhà như vậy. Trong mỗi không khí như vậy rồi đó, không một ai khóc cả nha, tại vì đã biết trước rồi, chỉ là kiểu như <laughs> vậy thôi đó rồi nó rớt 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 nước mắt chứ không ai mà hú 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 hú, khóc lên gì hết đó rồi thì cũng đang tới cũng thu xếp tất cả dọn dẹp nhà cửa tại vì chắc chắn là trong đêm nay là mẹ đi không biết bao lâu nữa thì trong lúc mà đang dọn dẹp như vậy á nghe tiếng khóc mọi người ha à, nghe một cái tiếng khóc mà một cái tiếng khóc không phải là quá lớn nhưng vừa đủ nghe mà khóc ra tiếng là khóc là khóc ra tiếng như vậy luôn thì người nhà mới kiểu như dưới nhà mới kêu lên á đứa nào vậy thôi đi khóc lóc cái gì rồi bệnh tình rồi mẹ đã bá mấy chục năm trời bá vậy là mừng chứ bá dữ lắm rồi khóc lóc cái gì bây giờ nó biết rồi bá nằm chỗ bá không ấy nhưng mà bá còn nghe đó nghe. rồi giờ người nhà khóc lóc vậy rồi sao mà mẹ bá nhắm mắt ra đi được bay lên coi ai đứa nào khóc rồi im hết rồi đi vòng 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 nhà không ai khóc cả nhưng lúc đó bạn Linh bạn linh thời điểm đó thì bạn linh bạn cũng còn cũng còn còn trẻ thôi chứ không phải là còn nhỏ cũng còn trẻ người non dạ. bạn linh bạn đột nhiên bạn bạn, bạn 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 suy nghĩ ở trong đầu như vậy nè nó không lẽ mẹ khóc ta mà cái chuyện nó chuyện vô lý tại vì mẹ nằm chỗ rồi có rớt nước mắt thì rớt thôi chứ còn mà khóc hu hu khóc thành tiếng là không thể nào rồi đó thì cái lúc đó bắt đầu là bạn linh bạn mới đi tới cái phòng của mẹ đó bạn mới mở cửa ra thì khi mà bạn mở cửa ra như vậy bạn thấy một cái cô gái đang quỳ ngay chỗ đầu nằm của mẹ và khóc thành tiếng luôn mở cửa ra là nghe tiếng khóc lớn luôn á nha. lúc mà còn trong phòng nghe tiếng khóc nhỏ nhỏ nhưng mà cầm mở cửa đứng ra nhìn thì khóc rất là lớn đó quỳ hai tay để lên để lên trên đầu gối như vậy như nào quỳ mà cúi cái đầu xuống ngay cái đầu nằm của mẹ như vậy nè khóc đó là khóc lớn lên như vậy vậy đó thì cái lúc đó bắt đầu mà mà nhìn cái dốc dáng rất là lạ bạn lên bạn nói không có giống như những người chị em ở trong nhà sao kỳ lạ quá mà bạn lên bạn ngại mà cũng không có dám vô cản nữa bạn mới khép cái cửa nhẹ lại bạn còn đứng ngay cửa đó chứ bạn không đi nha bạn khép cửa nhẹ lại bạn kêu ba ba cái 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 chị nào á cái cô nào á đa, đa, đang trong đây khóc nè ba vô ba nói giùm con đi con còn nhỏ con ấy không có nói được Vô bắt đầu ba ông gãi đầu nói ai trời tự nhiên vô trong phòng mới khóc vậy đi rồi bà ấy sắp đi rồi mình khóc lóc như vậy nè bạn nếu kéo không đi được thì ba ông đi lại đâu đâu mình mở cửa ra coi bạn linh bạn mở cửa ra ba ông lú cái đầu vô ông giờ ai đâu mày Tao có thấy ai đâu mà từ đầu đến cuối nha là bạn linh bạn đứng ngay cửa đó À đã bắt đầu Bạn nghe như vậy bắt đầu bạn nhìn vô lại một lần đó thiệt, thiệt tình Cái tiếng khóc nó cũng im ru luôn Không còn đi một cái tiếng gì nữa Và không còn thấy người ngợm gì ở trong đó cả Rồi thôi cũng đóng cửa lại à, 15 20 phút sau là tới 6 giờ 15 Là bắt đầu là mẹ qua đời Rồi cũng đem ra rồi cũng tẩm liệm này nọ đồ Tất cả mọi thứ Không ai biết không ai biết cái người mà quỳ kế bên mẹ khóc lóc đó lại tại vì bạn lên bạn nói bạn tức mà bạn tức cái vụ đó ba ông chữa bạn tức trong lúc đám tang mặc dù là tan da bối rối như vậy nhưng mà bạn vẫn dành thời gian bạn quan sát hết xem cái người hồi nãy quỳ lại bạn nhìn không giống một bất kỳ một cái người nào hết trơn á nó cũng cái trẻ 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 không giống một cái người nào hết trơn mãi cho tới ngày hôm sau à mãi cho tới ngày hôm sau trong một cái buổi mà cúng cơm trưa như vậy đó là là gia quyến lại quỳ này nọ rồi ông thầy tụng ông tụng, tụng 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 cúng cơm vậy đó thì cúng xong rồi đó cái bắt đầu cái ông thầy đâu mới nói cúng xong đứng lên hết trơn rồi đứng lên chân là bắt đầu là ổng mới nói như vậy nè nó người nhà thôi cũng mừng cho uh, cho quý thân ở đây đi người thân ở đây đi uh, mất như vậy tôi nghe nói là bệnh ung um, thư như vậy mà suốt uh, hai mấy năm trời vậy thôi cũng mừng ha với lại tôi báo cho một tin vui là cái này tôi nói ai tin cũng tin nha cái người con gái đầu của bả đó là đã về thăm bả rồi nha đó là hai mẹ con là đã đoàn tụ với nhau là tôi thấy là cũng vui vẻ lắm đó thì người thân cũng đã nhắm mắt ra đi đó là tối hôm qua là có về thăm bả rồi đó nghe bây giờ hai người là đang kiểu như là vai kề vai với nhau như vậy đó thôi người nhà cũng nghe như vậy mà mừng cho 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 bà cô đây nha trời ơi, ông thầy ông nấu như vậy rồi thì những người kia thì cũng rưng rưng nước mắt trời ơi, cảm động quá đó chị hai bà mất năm chín mươi mấy đó là cũng thời điểm đó bắt đầu là cũng phát hiện ung thư tất cả mọi thứ là mấy chục năm trời tưởng đâu là đầu thai siêu thoát là không ngờ tới bây giờ năm 2015 chị hai bà hiện về để mà bà kiểu như bà thăm mẹ rồi cũng như là dìu dắt mẹ đi như vậy thì chỉ là cảm động thôi nhưng không ai sợ cái người sợ duy nhất là bạn linh tại vì bạn linh bạn nói vậy thì cái bóng đen tối hôm qua thấy ngồi khóc kế bên mẹ không lẽ là chị hai của mình Tại vì từ nhỏ đến lớn bạn Linh này bạn chỉ nghe nói về chị hai là một cái người chị vậy 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 vậy, rồi bị bệnh vậy 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 rồi đã đi thôi chứ trong có không có hình ảnh gì lúc đó cỡ người nó năm chín mấy mà nghèo thấy bà luôn tiền đâu mà chụp hình chụp ảnh chỉ biết được tên chỉ biết được mất cái độ tuổi nào rồi vậy thôi đó chứ không còn biết thêm được gì nữa thì rồi lúc đó đó bạn mới đem cái câu chuyện bạn mới kể lại cho toàn bộ những người ở trong nhà nghe đó thì một vài người không tin tại vì nói cái lúc đó khi mà chị hai bà mất như vậy thì 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 còn nhỏ lắm chứ không thể nào mà hiện về với một cái vóc dáng mà bạn mới kêu bằng cô bằng chị mà là lớn rồi đó nhưng cái người thầy họ lại nói tiếp cái này mình cũng hay nói trong kênh của mình rồi có nghĩa là khi mà bà chị hai bà bà, bà 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 mất như vậy đó là một cái khoảng thời gian đầu là bà không bà không có chấp nhận gọi là chấp niệm tại vì còn nhỏ quá mà bị bệnh như vậy rồi tước đi mạng sống như vậy thì mà mà con thể không nói nha là bà thương mẹ lắm đó là bà thương mẹ lắm mà có thể là vì bà theo mẹ bà phù hộ thành ra là mẹ mới sống được cả một cái khoảng thời gian dài như vậy mà với một cái căn bệnh ung thư đó mọi người đó nhưng một cái khoảng thời gian đầu khoảng chừng cỡ năm mười năm mười mấy năm đầu tiên là bà không có chấp niệm bà mãi mãi là một cái đứa nhỏ mà nó ví dụ như là mười tuổi đi mình nói ví dụ đây đó là mười tuổi là bà cứ hoài mười tuổi như vậy nhưng mà tới một cái thời điểm nào rồi sau này á là bà chị hai nha cái này là tình mẫu tử thiên liêng bà chị hai bà thương mẹ Mẹ không thấy được, mẹ không cảm nhận được Đúng không? Đó. Nhưng mà mẹ Thì mẹ lại rất là thương mà chị hai Lúc nào mẹ cũng đau đấu giống như cái việc mà ông thầy là, là tại mình bệnh như vậy Đó mà mình thì còn sống như vậy Mà con mình thì lại nó bị di truyền từ mình Đó thì mình mà mình mà, mà nó lại mất sớm Đó là cái chuyện rất là hối hận Nên thành ra là mẹ cũng thường xuyên đi chùa Đi chìa người nọ đồ cầu siêu, cầu an Người nọ đồ cho con, người nọ tất cả mọi thứ Đó thì hai mẹ con tuy là Không còn gặp gỡ nhau được đối Âm dương cách biệt rồi nhưng cái cái đường dây mẫu tử thiên liên đó mọi người nó kỳ lạ lắm cái mà khoa học không giải thích được luôn nha mọi người nha cái tình mẫu tử thiên liên đó mọi người đó nên có thể là vì như vậy nên tới một thời điểm nào đó bà chị hai bà cũng đã chấp niệm được rồi bà cũng đã Mình nó nôm na cho mọi người hiểu là bà hiểu được cái vấn đề rồi đó thành ra bắt đầu là bà mới à bà mới bắt đầu phát triển như một cái người mới một cái hình hài một cái phụ nữ bình thường chứ nếu đúng á cái tuổi của cái cái tuổi của bạn bạn linh và tuổi của chị hai là cách xa vậy đó mười mấy tuổi lần đã mười mười một mười hai tuổi lần nên nếu mà chấp niệm ngay từ đầu là chị hai mới hiện về muốn có một, một cái dốc dáng một cái người trung niên rồi à nên thành ra là bạn 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 linh thì bạn chỉ gặp với một cái lớn hơn mình có chừng khoảng chừng có bốn năm tuổi thôi một cái người chị hay là dữ lắm là một cái người cô người hiện hình dung được cái ý của mình nói không đó là cái người thầy tụng họ cũng giải thích thêm về cái vấn đề đó Thì lúc đó mọi người cũng đã tin Cái tiếng khóc vào cái đêm hôm đó Trước 30 phút mà mẹ tắt thở Và cái hình dáng mà bạn Linh bạn thấy Đó chính là chị Hai À người bị mất từ rất là sớm như vậy đã hiện về để mà đưa tiễn mẹ à đưa tiễn mẹ không phải là đưa tiễn là cứ là đưa mẹ đi cùng đó. à là đưa mẹ đi cùng vào những cái giây phút cuối cùng như vậy ha một câu chuyện rất hay và rất cảm động như vậy luôn nha mọi người ha đó rồi vẫn chưa hết đâu câu chuyện hôm ngắn ngắn chút xíu mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ nữa cũng là do bạn linh này bạn cũng gặp được luôn ha rồi à, câu chuyện này á thì nó cũng uh, cũng gần thôi lúc đó thì bạn cũng đã có 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 chồng rồi và con bạn thời điểm đó là con bạn có lên một tuổi là bà ngoại chồng nha bà ngoại chồng của bạn bị mất cũng là do một căn bệnh ung thư nhưng mà đó là do là ung thư bao tử à thì cũng bạn nói là trời thật sự là bây giờ mà ai nhắc đến cái, cái chuyện ung thư đó, là bạn rất là giống như là bạn bị ấy luôn bị ám ảnh luôn á tại vì người nhà của bạn là cũng đã ba người bị mất do căn bệnh đó rồi ha um, thì rồi cái lúc đó khi mà mất như khi mà bà ngoại bà mất như vậy rồi thì cũng không có gì cả tất cả mọi thứ luôn bình thường thì trong lúc mà 49 ngày cái 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 lúc hôm đó là bạn nói là bạn đang nằm ở ở, ở trên võng như vậy vậy nè con thì lúc đó thì mẹ của bạn mẹ chồng của bạn á, là đã đường tuổi mấy rồi mẹ chồng bà ẩm bà tha đi đây đi đó bà bà, bà chơi bời nọ là bà khoe cháu rồi đó bạn nằm ở nhà có một mình thôi bạn lúc đó bạn xài cái iphone rồi nha là câu chuyện mới xảy ra cách đây vài năm thôi đó là bạn xài iphone này nọ bạn cũng nói, nói chuyện rồi tất cả một thứ rồi thì cái lúc đó bạn nói bạn đang nằm như vậy nè thì bạn nghe như là có một cái người bạn của bạn đi ngang mới kêu bạn à, lên 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 ra tao hỏi chuyện này nọ cái okay cái bạn mới nằm võng mà bạn mới ngồi vậy bạn mới để cái điện thoại trên võng luôn đó bạn xẹt xẹt đi ra bạn hỏi vụ gì à, cũng bạn không nhớ là hỏi cái vụ gì đó hỏi đồ đạc cái gì đó không biết bạn hỏi xong rồi khoảng chừng cỡ 5 phút thôi là cái người đó hỏi đi thì bạn mới quay trở vô nhà thì bục một cái là cúp điện mà cúp điện là cúp điện toàn sớm chứ không phải là cúp điện căn nhà của bạn không cúp điện toàn sớm luôn nó có gì kỳ trời xui trời tự nhiên không cái cúp điện ha cái bạn mới đi vô bạn thôi 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 vậy thôi bây giờ để mình vô mình lấy cái điện thoại mình mở đèn flash lên mình kiếm cái chìa khóa mình đóng mình đóng cửa nhà mình khóa cửa luôn rồi mình đi kiếm uh, mẹ chồng của mình kiếm con của mình rồi hai mẹ con chơi với nhau vô đó kiếm không thấy cái điện thoại mọi người mà nó nằm trên võng chứ đâu mà nó trời ơi bạn nói nha bạn lục võng bạn lục lên xuống này nó bạn kiếm không ra luôn bạn mới bực cái mình mà nói à thôi tại vì lúc đó là bạn do bạn mới mới sanh xong thành ra là cái thị lực của bạn nó cũng hơi giảm một chút xíu nói, thôi chắc là do không nghĩ ma cỏ bạn chỉ nghĩ là thôi chắc là do cúp điện rồi mình nãy mình đứng lên chắc là cái điện thoại nó rớt đâu trong kẹt với gầm tủ gì rồi thôi kệ nó đi bây giờ đi kiếm uh, mẹ chồng chơi chơi khỏi điện thoại cũng được đâu có sao bạn đi xong hết như vậy luôn bắt đầu là hai mẹ bắt đầu về khi mà hai mẹ con về là khoảng tầm bảy giờ mấy là bắt đầu là có điện lại rồi bạn cũng khum xuống bạn kiếm này dưới gầm tủ rồi trong giọng cũng không thấy luôn bạn mới lấy cái điện thoại của mẹ chồng bạn bạn mới gọi vô số của bạn bạn vừa gọi thôi bạn vừa gọi một cái bạn nghe cái tiếng chuông nó rung và nó rung nha bạn cái iPhone có, cái chức năng mà khi mà có ai gọi cái bắt đầu là cái đèn nó chớp tắt chớp tắt hình sấm sét đó mọi người nhớ không đó thì bạn vừa gọi một cái bạn thấy là trời ơi bạn nhìn cái cảnh mà nó nó kiểu như là nó nó vô tình đấy là ở đằng sau lưng cái bức di ảnh của bà mẹ chồng bạn nó chớp 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 lên mà nó nhìn thấy ghê lắm kìa bức di ảnh mà tự nhiên nó chớp chớp nhưng mà chẳng qua là gì là cái điện thoại thôi đó và cái tiếng 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 đó là tiếng tiếng chuông iphone đó à, không phải tiếng đó tiếng khác đó là tiếng chuông iphone nó reo lên một cái trời ơi bạn nói là bà, xin lỗi nha cầm cái điện thoại bà mẹ chồng bạn gò cái mà nó riêng lên một cái nó sẽ, nó chớp tắt lên một cái như vậy thiếu điều bạn muốn đái trong quần luôn tại vì cái lúc đó khi mà bạn tìm cái điện thoại không có rồi là chính bạn là cái người cầm chìa khóa khóa cửa nhà là bạn đi mà sau đó bắt đầu là mẹ chồng về bắt đầu là bạn là cái người cầm chìa khóa bạn mở cửa nhà đi vô rồi bạn mới mượn điện thoại của mẹ chồng bạn gọi mà là trong một cái khoảnh khắc đó khi mà bạn phát hiện mất cái điện thoại rồi đó là trong nhà không có một ai cả mà không lẽ giờ quăng cái điện thoại trên võng mà bạn đứng lên sao mà cái giọng nó hất cái điện thoại được lên tới bàn thờ đã hay lắm rồi mà còn lại nằm ở đằng sau lưng cái bức ảnh nữa bạn không dám lấy luôn bạn, bạn không dám lấy luôn bạn phải nhờ một cái đứa em chồng của bạn đó đó là cô tí 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 Mày lại chỗ bàn thờ mà lấy người tao cái điện thoại thằng cô tí lại nó lấy xong nó đưa cho nó lại nó đưa cho cho cho, cho bạn linh xong mà nó nói trời ơi bà ơi cái gì sao mà tự nhiên điện thoại mà bà, bà giấu đâu sau lưng di ảnh này trời ai đâu bạn cấp của bà bạn lên bạn không nói gì thêm sợ à, rất là sợ lúc đó biết bà ngoại chồng không biết là bà ghẹo bà chọc mình hay gì đó thì không biết ha cái rồi á cái lúc đó đó thì à, ngủ một đêm bình thường cũng kể cho chồng nghe chồng cũng tin tới sáng hôm sau cái này bà nói là tới bây giờ bạn còn rất là nghi vấn luôn tới sáng hôm sau à bắt đầu là bạn ẩm con ra bạn đưa cho mẹ chồng bạn để bà, bà, bà nận bà cưng gì nọ được thì đang ẩm đang ẩm uh, cháu như vậy đang ẩm ẵm như vậy bắt đầu là mẹ chồng bạn mới nói với bạn gì nè mày đó nha điện thoại đó tiền mất tiền không mua trả góp rồi chưa trả hết được điện đồ mất tiền làm cái gì cũng phải cất cái trong người không có bỏ lên như vậy hên á hên là hả cất giùm nó không mất cứ là mẹ không nói ai cất giùm mà nguyên văn mẹ mẹ chồng nó nói gì đó hên á hên là cất giùm đó nha chứ không nó là mất tiêu rồi đó nha trời ơi, đồ giá trị cao không nó phải dẫn rồi bà nói bằng rung hết trơn mới đầu bạn mới hỏi thẳng luôn mẹ bộ bà ngoại về báo mộng cho mẹ hả bà ngoại rầy con bà ngoại báo mộng cho mẹ mẹ bà không trả lời mẹ bà im 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 nói, mày lo cất điện thoại kỹ lưỡng đi nha không có bỏ mà tôm hơ tôm mắt vậy nha không có ngày mất đi trời ơi mấy chục triệu một cái chứ đâu phải là giỡn đâu mẹ không tới bây giờ luôn mà nó tới bây giờ khi bạn gửi chuyện cho mình luôn đôi lần bạn hỏi nó mẹ có phải lần đó là bà ngoại mẹ bà bà, bà bà cất điện thoại giùm con bà giấu điện không có dám dùng cái từ giấu mà bà cất điện thoại giùm con phải không đó là bà, bà, bà ngoại hiện về nói với mẹ phải không mà bà, mẹ bà không trả lời là bà không trả lời bà cứ im 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 như vậy nè đó rồi thì đó đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng luôn ha mọi người ha thì không biết cái hành động thật sự là cái hành động mà bà ngoại chồng bạn muốn cất giùm bạn và ví dụ như cất thì thôi tới cất trên bàn thờ cũng được mà hơi đâu mà cất làm sao bức di ảnh thì nó hơi ghê chút xíu nha à, nói vậy thôi chứ bạn cũng không có trách bà ngoại bạn cũng đám dỗ đám quải nọ là cũng bình thường ha mọi người ha thôi rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn nha mọi người ha hôm nay là toàn bộ những câu chuyện nó cũng à, kinh dị cũng có và nó cũng rất là hay và nhất là những câu chuyện liên quan đến tình mẫu tử như vậy ha à, những người phụ nữ đang nghe những câu chuyện này và đã có những đứa con con lớn lên con đã lớn rồi hoặc là con còn đang nhỏ thì mình nghĩ là nghe những cái mẫu chuyện của bạn Linh có thể là cũng sẽ rất là đồng cảm và những người nào kiểu như là à, hết bích ước chút xíu là có thể là cũng sẽ rớt nước mắt luôn á mỗi câu chuyện về tình mẫu tử rất là thiêng liêng mà nó vượt qua không gian thời gian nó vượt qua luôn cả cái ranh giới âm dương luôn à mọi người ha. Thôi rồi đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. À cái tiết mục à, vẫn còn một cái tiết mục nữa là mình sẽ đọc tên những bạn đã bấm vào nút cảm ơn cho mình ở tập 1194 ngày hôm qua. Thế tập 1194 ngày hôm qua có 5 người bấm vào nút cảm ơn cho mình, đó chính bạn tên là bạn Kenny Kenny you Kenny Du này nghe quen quen giống như là một cái hiện tượng xã, mạng xã hội ngày xưa đúng không ta? Không biết mình có nhớ lộn không? Rồi, bạn thứ hai tên là Đen Nguyễn, bạn thứ ba là Tài Huỳnh, bạn thứ tư là Linh Lương, và bạn thứ năm là Tính Đặng. Cảm ơn Tính Đặng, cảm ơn Linh Lương, cảm ơn Tài Huỳnh, cảm ơn Đen Nguyễn và cảm ơn Kenny Du Rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, dưới mặt xin chào tất cả mọi người.